thì diện tích là gần 400 m², tức là gần 4.000 square feet. Giá listing của họ là 750.000 đô, nó khoảng tầm 17 tỷ Việt Nam thôi. Mà các bạn có một cái nhà xây custom build như thế này là bốn phía của nó là đá luôn đó các bạn, đá everywhere luôn. Hello, Ly xin chào các bạn. Hôm nay Ly sẽ dẫn các bạn đến thăm một ngôi nhà rất là đặc biệt. Và mọi người nhìn thấy, các bạn nhìn thấy Ly mặc đồ là các bạn thấy là nó hơi đặc biệt rồi đó. Là Ly đội mũ cao bồi và đi boots rồi này kia, phong cách gọi là cowgirl. Thì đây là một ngôi nhà rất là đặc trưng của nhà Texas. Nhà farmhouse, dạng là nhà mà ở trong cái khu gọi là nông trại á các bạn. Khu mà countryside, country living. Tất nhiên ở những khu nhà này thì do nó đã ở country ấy, nên là nó không hề có một cái restriction gì cả, không có một cái hạn chế gì để mà mình cho thuê lại hay là Airbnb này kia, là hoàn toàn các bạn vô cùng thoải mái để mà làm được kinh doanh ngôi nhà của mình. Không gần như là hàng xóm thì quá xa, họ cũng không có ảnh hưởng gì đến cái việc kinh doanh của mình cả. Các bạn mua những căn nhà như thế này là hoàn toàn yên tâm vào cái bằng cái việc làm Airbnb, không có bất kỳ một ai complain hay là gì cả. Ok, rồi các bạn ơi, cái nhà này trông thì đẹp bự như thế này nha. Diện tích đất thì bao la bạt ngàn luôn. Nhà thì diện tích là gần 400 m², tức là gần 4.000 square feet. Ở diện tích ở thôi nha các bạn. Còn diện tích đất là 1,4 acre, là nó rơi vào khoảng 5.600 m² luôn. Nói chung là không cần phải bàn cãi về cái độ rộng và hoành tráng của cái nhà này. Tại vì khi mà mình đã ra country mình ở thì mình đổi cái sự tiện lợi ở thành phố, lấy cái diện tích sống, cái không gian sống ở ngoài country đúng không? Thì cái giá của nhà này nha các bạn, nghe các bạn cũng sẽ bất ngờ một chút luôn á, là giá listing của họ là 750.000 đô, là một cái giá quá là good luôn các bạn. Nó khoảng tầm 17 tỷ Việt Nam thôi. Mà các bạn có một cái nhà xây custom build như thế này. Ở trong nhà lát nữa Ly sẽ cho các bạn thấy cái sự xịn đẹp, sang xịn mịn của cái nhà này. Rồi hôm vậy là Ly đã giới thiệu xong cho các bạn một căn nhà rất là đẹp. Để mà quý vị nào quyết định đầu tư làm Airbnb ở căn nhà này, thì theo những cái kinh nghiệm Ly đã với ông xã đã đi xem rất nhiều nhà Airbnb, thì đây là một trong những ngôi nhà mà khả năng mà mình có lời căn nhà này rất là cao. Tại vì cái giá hiện tại Ly, theo Ly nhận xét rất là rẻ. Bởi vì ông, cái lợi thế của cái nhà này là ông chủ nhà, ông là dân buôn đá và gỗ luôn các bạn. Thế nên là ông ấy xây nhà là với cái cost cực kỳ rẻ rồi. Nên là khi mà bán lại á, thì mình cũng được hưởng cái lợi thế đó của căn nhà. Đây các bạn nhìn này, Ly chứng minh cho các bạn luôn. Nguyên cả cái chỗ này là cái bãi đá của ông chủ đất luôn á. Đó, nguyên cái bãi đấy các bạn thấy không? Mỗi cái pile đá này thôi, nhìn vậy thôi nha, mỗi một cái pallet đá là gần cả ngàn đô đó các bạn. Mà đây là mấy trăm cái pallet luôn chứ không có ít đâu. Rồi, Ly quá là excited với cả cái material của căn nhà này. Đây các bạn nhìn mặt tiền của ngôi nhà là đã thấy rất là dễ thương rồi. Ly rất thích cái mặt tiền của ngôi nhà này. Rồi khi mà lối vào cũng rất là bự nhá, xe thì để mấy chục cái luôn cũng được thoải mái. Thì khi mà vào á, các bạn nhìn thấy cái archway là cái lối vào, và cái mái này á, nó mang phong cách là cathedral, là phong cách của nhà thờ luôn đó các bạn. Nó là cathedral high, là cái chiều cao của nó là ngang với cả chiều cao của một cái cổng của một nhà thờ luôn. Đó các bạn thấy cathedral cũng có, mình cũng có thể dịch thoáng là những cái thánh, những cái lễ đường à, hay là những cái dạng tương tự như thế. Ở tuốt trên này là họ cũng để sẵn một cái đèn đúng là phong cách của lễ đường luôn, các bạn thấy không? Và các bạn nhìn này, những cái phiến đá tự nhiên, những cái miếng đá rất là bự họ dùng để họ xây từ dưới lên trên, nguyên cái vòm như thế này. Ở trong này thì là gỗ, nói chung là phong cách xây rất là chất lượng. Thì Ly cũng có hỏi qua cái người listing agent của ngôi nhà này, thì được biết là chủ nhà này là một ông thầu đá xi măng xây dựng, nên là mới xây được những ngôi nhà mà chất lượng như thế này. Bây giờ các bạn sẽ cùng Ly vào trong và Ly sẽ chỉ cho các bạn thấy là ông này ông thừa đá đến mức độ như nào nhé các bạn. Đầu tiên là cái cửa này, các bạn thấy không? Các bạn có nhìn bao giờ nhìn thấy những cái cửa này mà mình mua ở ngoài thị trường không? Đây không hề nhé. Đây là cửa custom. Và ngôi nhà này, nguyên cả ngôi nhà cũng là ngôi nhà custom các bạn, chứ không phải là ngôi nhà xây đại trà theo một cái builder nổi tiếng nào đó mà như là Ly vẫn dẫn các bạn đi xem. Thì không phải nha. Đây là ngôi nhà custom home. Mọi thứ ở trong nhà này là đều xây theo cái ý của chủ nhà, muốn từng cm một như nào thì là theo ý như vậy, chứ không có cần phải theo ý của builder như những cái ngôi nhà mà Ly đã giới thiệu cho các bạn trong số trước, thì là phải theo ý builder hết.
Rồi ok, đây, mở cửa ra. Khi mà mở ra một cái thì là mình nhìn lên hai ceiling ở trên này luôn. Ở trên này tầng 2 có cái hành lang, họ để cũng để hở, song sắt hở để mình nhìn nó thoáng. Và các bạn thấy là ông chủ thừa đá không? Đá từ trên trần xuống dưới đất luôn. Và nguyên cả một cái phòng ở trên tầng 2 cũng như là cái phòng ở dưới tầng 1 này là bốn phía của nó là đá luôn đó các bạn. Đá everywhere luôn. Nói cho vui thôi chứ nói thật là đá lúc nào cũng là một cái nguyên liệu đá và gỗ nha, là hai cái nguyên liệu đắt tiền và mang lại cảm giác đẹp sang trọng cho ngôi nhà nhất, thì ngôi nhà này là có hai yếu tố đó luôn, đá và gỗ là khắp mọi nơi, đặc biệt là đá đó. Đây, khi mà đi vào trong ngôi nhà này thì đầu tiên là phía bên này sẽ là một cái phòng ăn này. Quý vị nào muốn mua để đầu tư Airbnb á thì mình có thể biến cái này thành một cái phòng thư giãn, có cái, đặt một cái sofa bed ở đây, tức là cái sofa để ngồi, nhưng mà buổi tối có thể mở cái sofa ra thành cái giường queen size để mà mình nằm ngủ được. Đó thì đây có thể biến thành một cái phòng ngủ phụ nhá. Nhưng mà phòng nhà này có cũng có rất là nhiều phòng ngủ cho các bạn kinh doanh rồi, có tới 6 phòng ngủ, 4 phòng tắm rưỡi là rất là đầy đủ để mà kinh doanh Airbnb mà dạng kiểu như là nhiều gia đình cùng đến để mà thuê á. Thì như Ly thấy là đã thuê Airbnb á, mình phải ghép nhiều gia đình vào thì mới vui. Nên là cái nhà này rất là thích hợp. Rồi thì các bạn có thể nhìn thấy ở đây là phòng khách này. Và nó thông với cả phòng bếp luôn. Nó thông nhau luôn. Cái bếp này họ xây cũng rất là cầu kỳ nhá. Này các bạn nhìn thấy không? Cái bếp này rất là style của farm, style country á. Đó, họ xây nguyên một cái vòm, mái vòm lên như này. Để microwave ở đây, để bếp ở đây. Rất là dễ thương, rất là phong cách. Cái nhà này nó có phong cách riêng của nó rồi và ready để mà mình vô là mình có thể kinh doanh liền rồi. Đi thấy gần như không có cái gì phải sửa sang nhiều hết á. Bây giờ Ly sẽ giới thiệu với các bạn phòng master bed trước nha. Rồi cái khá là đẹp của ngôi nhà này là ở cái phần bên ngoài nữa, cảnh quan country ở bên ngoài nữa. Thì mình sẽ đi sau một chút nha. Rồi. Đây là phòng master bedroom. Đó, các bạn nhìn thấy là ăn tiền ở chỗ cái cửa này. À, chị bạn Ly đang ngồi chiêu chiêu ở ngoài kia, ngồi trên võng. Thấy đã không các bạn? Họ để sẵn cái hammock đó rồi. Còn nguyên cái cửa là mình nhìn ra là một màu xanh, gọi là tích tận chân trời. Một màu xanh rất là mát mắt ở ngoài cửa kia. Đó. Ở đây họ cũng làm những cái chi tiết đá trang trí này. Thừa đá mà các bạn. Làm nguyên một cái đá, một cái vòm đá để trang trí. Rồi ở trong này là phòng tắm của master, cũng đá bao quanh luôn. Phòng tắm này thì cũng có jet tub, có bể tắm massage, có chỗ khu shower là tắm đứng, có chỗ trang điểm, cũng có hai cái sink và tủ quần áo ở bên trong. Thì cũng đặc trưng như là những cái phòng tắm master bathroom mà Ly cho mọi người coi thôi. Rồi các bạn, đây là phía bên còn lại của cái tầng 1 này là có tới 3 phòng ngủ nữa nha các bạn. Tức là tổng cộng ở dưới tầng 1 là có tới 4 phòng ngủ luôn. Và cái phòng ăn mà lúc nãy Ly nói với các bạn là cũng có thể làm thêm thành một cái phòng ngủ phụ, coi như là 4 phòng ngủ rưỡi riêng ở tầng 1 thôi nha. Tầng 2 thì lát nữa mình sẽ lên xem tiếp hai phòng ngủ còn lại. Rồi, ở phía bên này thì đây là một phòng ngủ này. Một phòng ngủ nhỏ ở đây này. Phòng ngủ nhỏ ở đây. Nó sẽ có chung cái nhà tắm và khu nhà vệ sinh là chung với nhau ở đây. Đó. Đây là cái phòng ngủ phụ thứ hai. Đó là nó chung ở đây. Chung cái nhà tắm này. Rồi, đến cái phòng ngủ nào cũng có những cái cửa sổ này các bạn nhá. Thấy không? Nhìn ra cái cảnh ở bên ngoài rất là đẹp, không giống cái cảnh quan mà trong thành phố mình vẫn quen là tường rồi đường xá rồi cây cối thì kiểu như là cố để mà xây lên để cho nó có màu xanh thôi. Còn đây là thật sự nó là những cái cảnh quan tự nhiên hết, rất là đẹp. Mình nhìn ra ngoài cái phía cổng này thấy rất là đẹp, có cái cửa vào cái farm của mình rất là đẹp, dễ thương. Rồi các bạn, tiếp theo đây là cái phòng ngủ ở thứ tư ở dưới tầng 1 này. Đây là một cái phòng ngủ mà gọi là en suýt bedroom. Là như nào? Là nó có riêng cái phòng tắm của nó luôn ở đây. Đó. Vậy là ở dưới tầng 1 này là đã có tới 3 cái phòng tắm đầy đủ và một cái half bathroom là một cái phòng mà để có toilet luôn nha các bạn, riêng ở dưới tầng 1 này.
Rồi chắc Ly không để các bạn chờ lâu nữa đâu, thì bây giờ là Ly sẽ dẫn các bạn đi ra ngoài nha, để enjoy cái cảnh ở phía bên ngoài, có cái hồ, có vịt, có những cái con vật ở trang trại bên ngoài rất là dễ thương. Rồi cuối cùng thì Ly sẽ cho các bạn coi hai cái phòng ngủ rất là đẹp ở trên tầng 2 nha các bạn, và cái balcony, cái ban công ở trên tầng 2 nữa cũng rất đẹp. Ok, mình sẽ đi ra ngoài nha. Rồi, ở ngoài này, nguyên ở ngoài này là họ xây mái cover từ nguyên suốt dọc cái chiều dài của cái nhà luôn các bạn. Này, ở phía bên này là chỗ mà họ đã xây sẵn cho mình cái summer kitchen này, cái bếp mà chìm ở trong cái đá luôn rồi. Đó, họ xây đá là từ dưới đất cho lên đến trần luôn, còn ở dưới trên trần nó ốp gỗ là toàn những cái nguyên liệu mà gọi là sang trọng nhất, để mà nguyên liệu đắt tiền nhất để mà làm nên cái ngôi nhà các bạn, là ở bên này, là ở cái nhà này là họ dùng đầy đủ luôn, gỗ và đá là họ dùng everywhere. Thì chỗ này họ đã lắp sẵn cái quạt trần và những cái đèn này, nó gọi là recessed lighting, tức là những cái đèn chìm ở trong trần cho mình sẵn hết rồi. Đó, chỗ này rất là rộng, có thể ngồi party khoảng tầm 15 người là dư sức luôn đó các bạn, 15-20 người là dư sức luôn, để cái bộ bàn ghế thật là dài đây mình party barbecue này kia ngoài trời được này, chiều chiều ngồi ở đây các bạn đáo quá à, trời ơi chiều chiều ngồi đung đưa như này thích thiệt đấy chứ. Rồi bây giờ cái giá nhà này sẽ là 750 ngàn đô, và thuế, mức thuế ở đây là cũng khá là rẻ các bạn, có 2% thôi. Đặc biệt là cái nhà này á, nó cạnh hai cái wedding venue rất là lớn, để cho mình có thể là dựa vào đó, tức là khách mà đến mà dự lễ cưới á, thì từ những cái bang khác đến dự lễ cưới á, thì họ sẽ thuê những cái nhà gần cái wedding venue để họ ở, thì cái nhà này cũng mang cái lợi thế rất là lớn của hai cái wedding venue. Ok, bây giờ mình sẽ đi ra ngoài để coi cảnh quan nhá. Đây là họ đã lát sẵn cái đường đá này này, rất là dài này, cho mình đi sẵn rồi. Đó, ở đây là một cái hồ mà Ly đoán thôi nha các bạn. Ly nghĩ là cái hồ này là hồ tự đào, nó nhỏ nhỏ nhưng mà tự đào hay không thì cũng không có quan trọng. Ở đây là mình có một cái cảnh quan nước ở đây, nó sẽ cân bằng lại cái âm dương, cái phong thủy của ngôi nhà, rất là thích. Lúc nào mà trước cửa nhà mình mà có một cái hồ, không cần biết là hồ bơi, hồ đào hay là hồ nhân tự nhiên này kia, nhưng có một cái phần nước ở đằng trước cửa, đằng đằng phía mà sau cửa nhà mình á, thì đều rất là thích á. Rồi Ly đang đứng ở cái chỗ này có hai con vịt này các bạn. Hai vịt ụt ào ụt ịt chạy xuống dễ thương quá. Ở đây nếu mà bà quý vị nào mà mua thì có thể thả thêm cá, rồi thậm chí là ốc nha các bạn. Rồi mấy con Ly không biết nhiều về có những con vật ở làng quê nha, nhưng mà mình sẽ thả thêm để cho những người thuê ở đây họ câu cá, họ thì sẽ rất là nhiều người thích á. Thì ở ngay cái chỗ này là bao quanh cái hồ luôn này, là họ đã xây sẵn cái fire pit ở đây rồi, và để sẵn sẵn những cái ghế, rồi có giải đá này kia cho mình rồi, rất là ready để mà mình ra mình chill ở ngoài này rồi, có sẵn có cái thuyền ở đây để làm gì Ly cũng không biết nữa. Chắc là ra à đi cái thuyền này ra câu cá đó đúng không? Rồi các bạn có thể thấy đây là cảnh phía đằng sau của ngôi nhà đó, và cái mặt sau của ngôi nhà họ làm đẹp không kém gì mặt trước, tại vì thật ra mình enjoy cái mặt sau này rất là nhiều, mình ở ngoài này chơi đó, mình sẽ nhìn cái mặt sau của ngôi nhà rất là nhiều, họ làm rất là đẹp. À đúng rồi, cái nhà này đặc biệt là cái mái của nó là mái aluminum roof nha, là mái nhôm giống kiểu ở Việt Nam đó các bạn. Và cái mái này thì theo Ly biết á, là mình sẽ không có cần phải thay quá thường xuyên như là cái mái mà đặc trưng ở Mỹ mười mấy năm phải thay một lần. Cái mái này nó rất là bền, không có phải thay thường xuyên, và cái phong cách của cái mái này nó cũng làm cho mình cảm giác như là nó farmhouse hơn là cái mái bình thường mình vẫn hay thấy ở trong thành phố. Rồi bây giờ Ly sẽ dẫn các bạn lên tầng 2 của ngôi nhà nha. Các bạn nhìn thấy cái cầu thang đẹp không? Cầu thang này và nguyên tầng 2 là họ lát gỗ này. Và gỗ này là gỗ tự nhiên nha các bạn. Đó, các bạn nhìn thấy không? Những cái gỗ tự nhiên là họ phải để hở, hở tức là hở không gian ở giữa hai cái là giải gỗ để cho nó giãn nở, chứ không giống với cả gỗ nhân tạo là họ sẽ gắn vào khít và sạt vào luôn. Đây là họ phải để hở
Của cái gỗ tự nhiên gõ nó khác hẳn luôn á các bạn. Đó, và cái màu gỗ tự nhiên nó rất là óng, mình càng dùng ấy nó sẽ càng óng luôn, rất là đẹp. Và nó có, nói chung là nó tự nhiên mà các bạn, mình các bạn nhìn một cái các bạn thấy là nó tự nhiên luôn, bởi vì là màu sắc nó cũng không có đồng nhất y chang nhau như là gỗ nhân tạo. Mỗi một cái giải gỗ ấy nó là một cái giải gỗ duy nhất các bạn, nên là nó ghép vào với nhau nó tạo thành một cái gì đó nó rất là tự nhiên. Không biết dùng từ như thế nào nữa. Rồi, các bạn nhìn thấy khi mà đi lên cầu thang thì nguyên cái phòng này nó được gọi là phòng, nguyên cái phòng này nó được gọi là phòng white room nha các bạn. Thì họ cũng vẫn phong cách của ông chủ nhà là đá từ trần cho đến sàn luôn này các bạn. Đó. Rồi, thì ở đây là, ở đây thật ra cái chủ nhà cũ thì phải nói thật là họ trang trí không được đẹp lắm các bạn. Chứ mà nếu mà vào tay quý vị nào mà biết trang trí nhà Airbnb ấy, thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Chứ còn đây họ làm rất là thô sơ. Thì đúng ra chỗ này là sẽ có cái tủ rượu này. Đó. Chỗ này sẽ là chỗ pha chế bartender, đó, cocktail rồi này kia. Đó, chỗ này là quầy bar này này, để pha chế, còn người ngồi uống sẽ ở đây này. Đó, các bạn thấy không? Rồi. Thì khi mà đi vô thì các bạn thấy cái trần này nhìn đã chưa? Ở trên này là họ ốp gỗ, còn nguyên từ trên trần xuống dưới đất lúc nào cũng là đá hết á. Ly mình nhấn mạnh câu này đến 10 lần trong cái video này rồi mà Ly vẫn muốn nói tiếp, bởi vì nó quá là thừa đá, quá là đẹp luôn đó các bạn. Phong cách, đúng là phong cách ông chủ đá xây nhà nó là như vậy. Rồi, thì khi mà đi vào thì cái phòng này sẽ là cái phòng ngồi, có thể gọi là một cái living room ở trên tầng 2. Ở ngoài này họ cũng xây một cái ban công để mà mình nhìn ra ở từ trên cao, nhìn xuống rất là đẹp, một màu xanh gọi là bát ngát luôn á. Cái trần này á nó gọi là vaulted ceiling. Cái trần nhà này nó, họ gọi là vaulted ceiling, tức là họ làm vuốt lên và có những cái thanh gỗ đỡ như này, rất là đẹp. Đó. Cái nhà này đúng cái style là country house luôn rồi các bạn. Khi mà quý vị nào mà có ý định đầu tư vào nhà này để làm cho thuê, để kinh doanh Airbnb á, thì gần như Ly thấy không phải sửa cái gì ở trong nhà hết á. Đã sẵn sàng rồi. Rồi, đây là một cái phòng ngủ ở trên tầng 2. Tầng 2 có hai phòng ngủ thôi nha các bạn. Thì đây là một cái phòng ngủ rất là bự. Cái phòng ngủ này mình có thể đặt tới hai cái giường. Cái này là giường king size luôn rồi đó. Mà Ly thấy đặt được hai cái giường king size là các bạn biết nó bự như thế nào rồi. Và phòng ngủ xây cũng rất là dễ thương. Mái nó vuốt lên như này. Rồi, hai bên này họ có những cái cửa sổ như này. Ở đây, phong cách rất là farmhouse. Ok, lưu ý nhỏ một chút là cái phòng ngủ này thì sẽ chung nhà vệ sinh với cả phòng ngủ còn lại nha các bạn. Đó, các bạn có thể nhìn thấy một vòng của phòng ngủ, đúng phong cách phòng ngủ của farmhouse luôn á. Có cái mái trần đi lên như vậy. Ok, ở phía bên này mình sẽ coi tiếp cái phòng ngủ cuối cùng của ngôi nhà này. Ôi, nhà này nhiều phòng ngủ thật sự luôn các bạn. Quay mấy chục phút mới đi được đến cái phòng ngủ cuối cùng. Rồi, phòng ngủ cuối cùng ở đây cũng là họ, ông cũng ốp đá nguyên cái chỗ này, dễ thương không? Cái bộ cửa này nhìn dễ thương không các bạn? Đó. Và nó cũng là cái hình mái hình tam giác đi lên như thế này. Ở hai bên này là những cái chỗ mà gọi là búp núc các bạn, để ngồi mình đọc sách á. Ông chủ này ông nuôi con thằn lằn nữa luôn này, hai con thằn lằn nữa luôn này các bạn. Kỳ nhông, sorry, đúng rồi. Ly không biết về mấy con này đâu. Ồ, nó phải có đèn riêng để mô tả nhiệt đới sa mạc á, đúng không các bạn? Chắc thế. Đúng rồi đó. Màu sắc rồi cái độ nóng của đèn để cho nó sống đúng như là đang sống ở sa mạc á. Hai kỳ nhông màu, nó màu cát luôn, nó hòa vào cát luôn các bạn. Lúc đầu Ly tưởng một con nữa. Phòng ngủ này thì sẽ có cái phòng tắm ở đây. Phòng tắm này sẽ là chung nha các bạn, của cả hai phòng ngủ, có đầy đủ hết nguyên bộ phòng tắm, sinh rửa mặt, toilet và tắm ở đây là đầy đủ ha các bạn. Rồi, ok các bạn đã thấy ngôi nhà này là những thứ mà Ly dẫn các bạn đi và những cái lý do vì sao Ly giải thích vì sao ngôi nhà này được xây với những cái vật liệu đắt tiền mà lại có thể bán với cái giá như vậy. Thì các bạn có thấy là cái căn nhà này với giá 750 ngàn là rất hợp lý đúng không các bạn? Và Ly thấy là nếu mà ai mà có ý định muốn đầu tư nhà để kinh doanh Airbnb cho thuê mà ở khu vực Texas á, thì rất là nên consider căn nhà này. Đặc biệt nha, là nó gần hai cái hội trường cưới rất là lớn. Một trong những hội trường cưới mà Ly thấy là đi vòng vòng trong cái khu vực mà countryside á, là rất là lớn rồi các bạn. Có một cái hội trường là có tới 400 cái review ở trên Google là khá là good đó các bạn. Thì khi mà người ta họ hàng tụ tập lại để ăn dự đám cưới á, thì họ sẽ tìm những cái ngôi nhà gần đây và
cái một cái hội trường lớn mà 400 review trên Google, Ly nói là nó chỉ cách đây có hơn 5 phút thôi. Và các bạn thấy là nó tiềm năng như nào rồi ha. Rồi Ly xin chào tạm biệt các bạn, rất cảm ơn các bạn đã xem đến đây của video của Ly. Hy vọng là Ly mang lại những thông tin hữu ích về căn nhà đầu tư này cho các bạn. Và mời các bạn đón xem những số mới của Ly nha. Cảm ơn các bạn, bye bye.